BOM NPB Trà Vinh não phân bò Trà Vinh. Hôm nay có bạn quảng cáo ha, nhà tài trợ luôn. Ơ hello anh Thịnh ơi, làm gì vậy? Ghé chơi sao vậy? Bộ bữa nay bánh gì, muốn ăn bánh gì? Giò á nè, cái giò em nè, ăn bánh không? Ồ hai nước hồ thí sinh à, hồ thí sinh anh xé đó hả? Đúng rồi. Ồ đẹp quá vậy ta, được không chơi này, chơi cái hệ này được không, ổn không? Ổn, chơi này chuyên GPD ấy bậy, chơi này ổn. Mày biết mày làm á, tao chỉ cho mày làm. Cái thiệt không á cha? Ghê vậy? Cái thiệt. Nhìn tưởng giả không á, sao sống được hay vậy? Cái thiệt á. Điêu. Có bình CO2 cho nó nữa nè. Ủa? Tao thay nước cho tháo ra. Bình CO2 anh chị? Cho nó quang hợp mày, chỉ quang hợp bằng CO2. Cái bình này còn không? Mai mốt em đút vô có mỏ anh cho anh hết. Còn, bậy mày. Đủ rồi, phá không à. Có cái gì đỏ đỏ em nói vậy? Tép á, nè tép nè thấy không? Ồ, tép cái chi vậy? Dễ thương không? Cho nó ăn rộng. Ủa? Mà em thấy cái hồ người ta có bỏ ốc rồi đó mà ta. Nè, có ốc nè. Ồ, đó ốc gì? Nè, con ốc nè. Ốc đó ốc gì? Ốc ăn riêu. Tên gì? Nó ăn cây cối, nó ăn nói chung cây cối riêu là hại rồi nó ăn đó. Ủa, mấy cây này? Ủa, mấy cây này là bỏ vô rồi sống liền đúng không hả? Cây nào đúng sống rồi. Được hay sao? Đúng, cây nào mà nó chịu dinh dưỡng nè, thấy không? Phân nền của mình bỏ dưới nè, chịu được dinh dưỡng thì nó sống hết nè. Mà sống? Cây này là cây rau rong. Rau muống? Rau găm. Rau găm mà, rau găm này trồng dưới nước chứ không phải rau găm mình ăn hột vịt lộn nha. Ây da, hút con ốc ra luôn rồi. Ủa lâu lâu mình ăn chứ vịt lộn mình lấy mình ăn được không? Hả? Lâu lâu vậy, cái này là nó dưới nước chứ, ăn không được. Ê, khúc gỗ này quen quen mà. Khúc này là khúc lũa chu la. À lũa chu la. Chứ không phải khúc gỗ thường của mình đâu. Ủa xét hết hồ này nhiêu tiền? Mắc không? Hả? Hồ gì hả? Ừ. Hồ xét mấy trăm ngàn vậy. Ờ mắc quá vậy. Chơi à. Vậy mày hay mày làm đi. Để em làm cho. Ông mà bây giờ em không có phân nền. Để hồi tao cho mày thao phân nền em về mày xét mày. Ok, cây nào bỏ vô cũng sống được hết đúng không? Đúng rồi, cây nào thì nó chịu. Nhìn mấy cái kia giống cái y chang cái cỏ dại luôn. Mày dòm trên xuống nè, thấy không? Cây sống nè, ngoài nè, lá nè, thấy không? Không thấy gì gì hết trơn ngoài cái tay của anh. Ồ, đấy nghe. Đèn giống đèn đi ba vậy. Đèn đi ba đâu. Đèn với sắt đôi vòng luôn. Thấy không, đẹp không? Đâu mày về mày xét thử đi. Rồi có gì nhắn cho anh chỉ cho, không biết cái gì thì nhắn cho anh ha. Ok không, em xét nhanh lắm, em xét ngày là xong à. Ok. Đến cái trình độ của em. Ai đâu xuống mở nước dùm cái rồi. Ai chưa sáng tạo. Rồi đi về luôn đi, chứ nhà này tao cũng chuẩn bị đóng cửa rồi. Dễ rồi, chịu rồi. Để nước xong đi rồi đi em phân nền, em về luôn. Nước xong đi. Okay. Từ, có mũi nè, có mũi nè. Đâu? Ta, đi. Từ, nghiêm nha. Đập con mũi nè, đó. Đâu? Nè. Rồi, thấy vậy? Nó mũi hù anh buộc. Giận tao bữa hổm hả? Giận dụ vậy? Anh đạp lên xuống mưa hả? Nhốt em nữa hả? Bình thường cái gì đâu, giận gì đâu. Ai nè, con mũi nè. Con mũi. Ai dù, má, đánh tao á. Con mũi đúng to luôn trời ơi. Thiệt tình. Mũi ăn cá. Đâu? Chét nó đít luôn rồi. Phủi hồi nãy quên đưa cho anh coi. Mày tao dùng cái hội mày đánh tao không? Không nè, trời ơi, thấy anh tôi mập lắm. Nó hút mỡ. Đánh hoài mày, đi bắt nước dùm hết đi. Làm rồi. Má ơi, xịt ra nước đen lại không vậy? À, ra ngốc lại luôn rồi, được rồi, cảm ơn. Rồi nè. Chế vi sinh nè, bio vô nè. Ờ, ok, vi sinh là được đúng không? Ờ. Vi sinh bio đúng không? Đúng rồi. Cho nước nó trong lại phải không? Ok. Ờ. À, đây quảng cáo. Đây, được nhà tài trợ này đúng không? Đúng. Mới treo ngoài quảng luôn, mới treo ngoài quảng luôn. Đó đâu thì nè, cái này thơm lắm, không có thôi. À, ok. Quay cái nách tao hoài vậy.
đâu quay cái hồ ông ơi. Rồi hiểu rồi, xin em đồ nghề về xét nha. Chờ vậy thì cho phân nền. Thì cho phân nền nó còn mấy cây này đá đồ đó đi mua đi mày. Ok ok mua ok. Cây này đó mày muốn trồng cái gì thì mày đi mua cái cây đó về trồng. Ok luôn. Nhớ mua ốc bỏ vô cho nó cạo riêu nha. Ok ốc là được đúng không? Đúng rồi, ốc nè, ốc cạo riêu nè, ốc là ăn thịt quạt á. Ok hiểu rồi. Rồi đặt nước này kìa, thôi em về nha, mua quá à. Chuẩn bị đầy nó xuống cắt nước dùng cái đây rồi mưa về mà mưa về lộn về luôn đi mày ơi. Xin chào tất cả các bạn nha, mình cuối cùng mình cũng về được tới nhà các bạn à, nhưng mà trong tâm lý rất là sợ hãi luôn. Tại sao cứ bên mình có hai một cặp đôi cốc đang hứ kìa là thấy nhà của mình rất là sợ á. À, mình sẽ set up một hồ thủy sinh siêu đẹp so sánh với thành luôn đó, và đây là mình chỉ cần phân nền của thành đó các bạn ạ. Thì mình sẽ đổ phân nền vô đổ hết luôn á đó. Đó phân nền như đậu đen vậy trời, mày quyết mình sử dụng được không nữa, mình chắc em giữ cái gì đây không. Ok đó, mình sẽ trải đều nè. Ôi đó dở sao làm được, mình cũng làm được. Các bạn đang thắc mắc là mình sẽ trồng gì trong đây đúng không? Đó, đừng nghe mình để sao, dễ gì bí mật sẽ được bật mí. Đây, chiêu thức đầu tiên, mặt nạ quỷ. Rồi mình sư phụ ba mình là biển á các bạn ạ. Đó, mình lượm từ mình thân lớn nghe, mặt nạ quỷ. Đó, mình sẽ bỏ vô thêm góc nào đẹp ta. Ây da. Đấy. Xuống. Còn lên. Đó, các bạn thắc mắc là tại sao cái này có cái lỗ vậy? Đó, các bạn thấy gì không? Đây là củ khoai lang mình ăn còn thường chứ các bạn. Mình sẽ bỏ vô đây. Đó. Cái này như là cái nồi ươm mầm của cây khoai lang nó bốn nó xin một rẻ lên cho bạn coi. Tại vì sao mình kêu chỉ cần trồng cây là được mà mình trồng cây chết. Không biết nó có nổi cây gì à, quên đúng rồi, ổng có đá nhâm thạch đúng không, mình có ai da, mình có đá nhập thạch nham. Bây giờ này đã uống sáng rồi. Mình không có tiền, mình không có mua được, mình sẽ để ở đây đó. Ai da đó này, chỗ này là chỗ để bếp cưng của mình ở nha. Biết bếp cưng của mình là con gì không? Giỡn hoài. Con này các bạn thét này thất hồn luôn. Ây da, biết nãy mình ra ruộng mình bắt biết cái này nè, mình thấy đó, bếp cưng rồi nè. Mắc cỡ một xíu các bạn. Bếp cưng mình mắc cỡ một xíu. Tại vì đó là con ốc me. Ốc me sợ ánh sáng nên mắc cỡ lắm. Nó xin để là đó, rồi này nó sẽ sống. Đó, con này múc rêu là bao sạch luôn. Con Úc của anh Thịnh bé xí múc sao sạch bằng bóng mình, con mình chầm bá lửa. Nó sạch liền. Ăn kêu của mình à, vô tận luôn. Nè, củ su la gì? Củ chuối nè, củ mít. Củ mía à. Rồi, tao đẹp luôn, trồng đây. Không đạt thôi, nhìn ghê quá. Để đâu ta? À, cái gì à? Xấu quá vậy. Cái này nha. Đó, sẽ để bên này. Đó. Đẹp nha. Bích cưng lên đây em. Đó. Hoa, còn cây hả? Mình không có cây. Mình không có cây gì. Mẹ không có cây gì ta? Cây gì? Cây gì ăn với lại vịt lộn ta? À, rau răm. Mình có 200 tuần. Mình có 2 dải các bạn ạ. Đó, mình trồng lên. Mình chơi hệ bắt bèo mà mình men nha. Đó.
nhà xe nó không chịu đứng lại đó. Hợp lý nha. Đó, mình sẽ bước mấy cái hoa thôi, bước mấy chỗ này nè. Chồng, mình có tiền mà, mình thích chơi chỗ này thôi. Phần hai ngày mai mình sẽ đem qua nhà anh Thịnh, mình sẽ khoe với anh Thịnh. Còn hôm nay mưa quá, áo bùng tới rồi. Bạn hãy đón xem những clip của hai anh em mình nhé. Thấy hay thì cho một like và một subscribe nhé. Đó. Hôm nay từ các bạn đứng ở đây đợi mình xíu nha, mình sẽ đi bơm nước vô. Đúng rồi, đi bơm nước vô rồi mình sẽ cho vi sinh vô. Ok, mình quay à, để mình để cái máy đó, mình chạy có 3 giây rồi. Mình chạy tục mạng vô nên nó ướt dẹp bên đây rồi, đèn leo luôn. Không, nhưng mà không sao, đó, mình sẽ bơm nước vô. Có đèn nè, có CO2. Cậu quên, mình có vi sinh nè. Vi sinh bio em của anh Thịnh hả? Không có cửa của em mình đâu. Này là Antibio Pro 8i. Xíu xịn nha, cái này dành cho trẻ em á, nhưng mà không sao, mình dành cho cá luôn. Là như đường á. Bây giờ mình xé ra, cái này ăn vô biết hết không. Nhưng mà mình tin được là cái cơm của mình sẽ chịu như thế này. À, bỏ vô hết luôn. Quỷ à, thấy không, mặt nào quỷ của mình sắp tràn rồi các bạn. Này có đèn đốm CO2 vô đó. Hả, các bạn hãy đợi mình một xíu nha. Hồ đầy rồi mình sẽ cho các bạn một bất ngờ. Thì có đặc quyền của Lâm Vũ Cute. Ê, Thánh Sàng Cute Phô Mai Que Bro 2K. Đó. Mình đợi một xíu nha. Đó, cây nó đập chắc lắm luôn á. Dở. Nè, mai mốt cây này biết cây gì không các bạn? Cây mía nha, mía lao. Mai mốt nó lên à, mình rút ra là nước bao ngọt luôn. À, biết cưng mình Cute. Mình bắt nó cực khổ lắm các bạn. Bằng cách rất là khổ luôn, là mình đang đi dọc đường, đi về thấy nó giữa đường là xác định là trời cho mình rồi. Nên là mình bắt nó về luôn. À, các bạn thấy cũng ok chứ bộ. Cũng cũng bổ hoa đang ở trong đây nè. Đó, đó là sẽ là mặt nào quỷ sẽ là nôi, cái nôi ươm mầm cho cái củ hoa lan của mình. Mai bố nó sẽ lên rễ siêu đẹp luôn. À được, mình thấy có mấy anh chư gấp bì á, đó, ta trồng hoa lan không mọc trên đây nè, rồi rễ mọc xuống đẹp lắm. Còn mình chơi táo bạo luôn, mình ngâm nước luôn mà khoai lang chín thôi. Không biết nó có đầy gì không. Trời, kìa mà mình lé luôn các bạn. Trời ơi, tỉnh luôn. Đó, rồi. À, các bạn thấy thiếu gì không? Ui, nó sủi oxy luôn các bạn, nó quang hợp luôn á. Quá xịn, cần gì sô 2. À, các bạn thiếu gì không? Thiếu một chút lòng lành lá bánh đúng không? Đó, mình sẽ bật cái này lên. Mình sẽ bật chút nhạc. À, nhạc remix. Đó, cho cái cây nó uống eo uống héo vậy thì được nhạc đó, cho cái cưng mình. Ôi, nó ngủ rồi các bạn ơi. Thôi, nhạc cho nó ngủ. Thì clip của mình đến đây là kết thúc luôn các bạn ạ. À. Thì ngày mai, hôm nay trời mưa quá. Ngày mai mình sẽ đem cái hồ này qua cho anh Thịnh xem. Anh Thịnh sẽ bất ngờ về cái IQ siêu đỉnh của mình, với cái trình độ sáng tạo của mình. Đó. Và các bạn thấy hay hãy cho mình một like và một subscribe để yêu thích tụi mình. Và đó là những động lực rất là quý giá của anh em tụi mình luôn. Và hãy comment xuống phía dưới là các bạn có thấy thích video này không, và có những đề xuất nào cho tụi mình làm video khác. Bye bye các bạn nha, đón xem tụi mình vào ngày mai nha. Bye bye.